Huấn luyện viên Chu Xie sẽ điều chỉnh vài chi tiết trong lối chơi của U23 Việt Nam nhằm hướng đến chiến thắng đầu tiên. U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại Doha Cup 2023 gặp U23 Kyrgyzstan. So với U23 Iraq và U23 UAE, thử thách lần này của U23 Việt Nam có độ khó thấp hơn. Đó là cơ sở để huấn luyện viên Philippe Chu Xie hướng đến chiến thắng chứ không chỉ là vận hành lối chơi tốt. Do vậy, nhà cầm quân người Pháp sẽ có sự điều chỉnh cho U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Chu Xie chắc chắn không thay đổi yêu cầu chung với U23 Việt Nam về phong cách chơi kiểm soát bóng. Họ tiếp tục phải làm quen với việc phát triển bóng từ sân nhà. Tuy nhiên, vẫn có những điều chỉnh về cách vận hành. Huấn luyện viên Chu Xie sẽ có nhiều điều chỉnh cho U23 Việt Nam. Các hậu vệ biên có thể dâng cao hơn và trung vệ lệch trái Phan Tuấn Tài cũng được phép bám sát biên hơn để hỗ trợ tấn công. Sự trở lại của Vũ Tiến Long là cơ sở để huấn luyện viên Chu Xie thay đổi. Trung vệ sinh năm 2001 thua thiệt về thể hình nhưng có tốc độ tốt, khả năng bọc lót ấn tượng và tư duy chơi bóng thông minh. Nhiệm vụ luân chuyển bóng, tổ chức lối chơi của Tuấn Tài và Tiến Long có thể được san sẻ. Đây là điều quan trọng với U23 Việt Nam khi đội bóng có nhiều thời điểm gặp khó khăn bởi không có cầu thủ nào thoát pressing thật sự tốt. Khu trung tuyến cũng sẽ đón chào Võ Hoàng Minh Khoa xuất hiện trở lại sau án treo giò. Tiền vệ của Bình Dương không phải mẫu cầu thủ xuất sắc trong những đường kiến tạo nhưng ảnh có thể hình, sức mạnh và mang đến sự cân bằng hơn cho U23 Việt Nam. Sau hai trận đấu chơi không thành công, những Nhật Nam, Đức Việt hay công đến có thể phải nhường chỗ cho đồng đội. Không loại trừ khả năng việc Khuất Văn Khang được trả lại vị trí tiền vệ trung tâm nhằm đảm bảo khả năng luân chuyển bóng cho U23 Việt Nam. Trên hàng công, bộ ba cầu thủ U20 là Văn Trường, Thanh Nhàn và Quốc Việt có thể cùng ra sân ngay từ đầu. Thực tế, huấn luyện viên Chu Xie không còn lựa chọn nào khác trên hàng công bởi nhiều cầu thủ khác không được câu lạc bộ chủ quản cho phép tập trung cùng U23 Việt Nam. Văn Trường khi được xếp đá tiền đạo mũi nhọn cho thấy nhiều ưu điểm. Anh không chơi trực diện như các tiền đạo chuẩn nhưng lại có sự đóng góp lớn vào lối chơi chung. Khi U23 Việt Nam tổ chức pressing tầm cao, Văn Trường biết cách ập vào đúng thời điểm để giành bóng. U23 Việt Nam 0-3 U23 Iraq. U23 Việt Nam cho thấy nhiều điểm sáng nhưng họ phải tiếp tục thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn. Tốc độ luân chuyển bóng là cần được tăng lên. Ở một vài tình huống cụ thể, U23 Việt Nam có thể chuyền dài để chuyển trạng thái nhanh nhất nhằm sớm có được bàn thắng. Việc thử nghiệm về chuyên môn tiếp tục diễn ra như kế hoạch nhưng U23 Việt Nam vẫn cần một chiến thắng để có thể lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. U23 Việt Nam đang vướng phải nhiều chỉ trích sau hai trận thua đậm trước U23 Iraq và U23 UAE. Kết quả này không tốt nhưng chưa phải điều gì đó tệ hại. U23 Việt Nam hoàn toàn có thể điều chỉnh cách đá để tránh những trận thua đậm nhưng ông Chu Xie không làm vậy. Theo tiết lộ, trong quãng thời gian nghỉ giữa giờ ở trận đấu với U23 Iraq, huấn luyện viên Chu Xie yêu cầu học trò tiếp tục kiểm soát bóng và chủ động phối hợp từ phần sân nhà. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 0:30 ngày 29 tháng 3.